Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi. Đây con bò nè các bạn, chưa bẻ răng luôn các bạn, từ ngay chưa bẻ răng các bạn à, chữa 3 tháng rưỡi các bạn à, gác độc xin các bạn, chữa xin 3 tháng rưỡi, chừng móng hoàn thiện nè, rụng yếm nghiêm chỉnh các bạn, bạc gu, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh đó, đỏ ao các bạn, không lan giá, đỏ ao không lan giá nha các bạn, cao mét 27 bò. Chủ báo giá con Sinter này, chủ báo giá là 33 triệu các bạn. Cao mét 27 bò các bạn, rụng yếm nghiêm chỉnh nè. Bốn vú đều nè. À, con này sau này nó bự tàn các bạn. Xương chân đồ chà bá nè các bạn, chân móng sò. Rụng yếm nghiêm chỉnh, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh các bạn, lưng thẳng băng. Đòn dài. Đuôi dài phết đất luôn các bạn không? Chân móng sò, rụng nè, bốn vú đều nè các bạn. Lưng thẳng nè. Xe mặt xe lưng rồi là nghiêm chỉnh các bạn. Còn cái xin này chủ 3 tháng rưỡi các bạn, chưa bẻ răng. Chủ báo giá là 33 triệu các bạn, đỏ ao. À, con này sau này lên cái tàn dữ dằn lắm các bạn. Đỏ ao giá 33 triệu, cái mét 27 bò. Chưa bẻ răng nha các bạn. Đó anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Chân móng sò nè bạn không? Chân móng sò đuôi dài. Đó, lưng thẳng, gu bạc nữa bạn không, chân móng hoàn thiện hết, rụng yếm đồ là nghiêm chỉnh các bạn. Đó, giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video cái Sinter các bạn, chưa bẻ răng, chữa 3 tháng rưỡi các bạn, chữa 3 tháng rưỡi, chữa xin 3 tháng rưỡi các bạn. Cao mét 27 bò, đỏ ao, giá 33 triệu, bò chưa bẻ răng luôn các bạn, vú mớm là đều ro các bạn, chân móng là hoàn thiện hết, lưng thẳng băng, đuôi dài phết đất, chân móng sò, giá 33 triệu các bạn, giá 33 triệu, đó anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp, số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn, bò này nằm ở Củ Chi các bạn, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, các bạn không, đòn dài các bạn không, đây hoa đen đòn dài nè các bạn, kỵ đuôi cũng chà bá nè các bạn không, hoa đen đòn dài kỵ đuôi chà bá giá 33 triệu các bạn. Đó, chữa 3 tháng rưỡi các bạn, bao chữa bao khám nha các bạn, bao chữa bao khám nha các bạn. Bò đỏ ao các bạn không, rúng yếm rồi nghiêm chỉnh, bò đỏ ao các bạn, giá 33 triệu, cao mét 27 bò các bạn. Chưa bẻ đâu răng rồi các bạn, chưa bẻ răng các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tới đây các bạn. Mình xin được báo giá lại là con cái Sinter chưa bẻ răng, cao mét 27 bò, đỏ ao, không lan giá. Đó, gác lọc xin 3 tháng rưỡi, chữa 3 tháng rưỡi các bạn. Chủ báo giá là 33 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.